Và bây giờ con xin được mời quý vị cùng nghe Chúa cười cho con an tâm.
con và anh Xuân Trường xin được gửi đến đức cha, quý sơ và quý thầy cùng một bài hát của cha Nguyễn Duy, bài hát Bước Theo Thầy. Và chính Chúa đã chọn con bước theo Ngài, nhận lãnh sứ mạng hồng ân. Bước theo Ngài, con đi đi về muôn lối, con đi đến cùng thế giới, rác gieo tin mừng Đức Trời. Bước theo Thầy là đến ấy lại và xem, giữa sa mạc hiểu thấu ý tình Thầy cha. Bước theo Thầy, con tìm thay lời muốn nói, con nay xin thuộc về Chúa, dân thân theo đường Chúa đi. Con đi theo Chúa với cả trí tâm con đi theo Thầy với cả tự do dâng hiến. Con đi theo Chúa khơi nguồn nên cây tin, cho xuân vào đời, cho người nông ấm yêu thương. Bước theo Thầy để khám một tình yêu yêu khôn cùng, nhận thánh xa làm đường đi. Bước theo Thầy, tim con gắn liền tìm Chúa, con mang tâm tình của Chúa, sống cho tin mừng Giê-xu. Và chính Chúa đã chọn con bước theo Ngài, nhận lãnh sứ mạng hồng ân. Bước theo Ngài, con đi đi về một lối, con đi đến cùng thế giới, rước gieo tin mừng Đức Trời. Bước theo Thầy và đến ấy lại và xem, giữa sa mạc nhận lãnh sứ mạng Thầy cha. Bước theo Thầy, con tìm thay lời muốn nói, con nay thuộc về Chúa, dân thân theo đường Chúa đi. Con đi theo Chúa với cả trí tâm con đi theo Thầy với cả tự do dâng hiến. Con đi theo Chúa khơi nguồn nên cây tin, cho xuân vào đời, cho người nông ấm yêu thương. Bước theo Thầy để khám phá một tình nhận thánh xa làm đường đi. Bước theo Thầy, tim con gắn liền tìm Chúa, con mang tâm tình của Chúa, sống cho tin mừng Giê-xu. Tim con gắn liền tìm Chúa, con mang tâm tình của Chúa, sống cho tin mừng Giê-xu. Cảm ơn chị. Lời đầu tiên con xin kính chào đức cha, quý sơ, quý vị, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Yes. Và để tiếp nối chương trình, con xin gửi đến quý cha cũng như tất cả quý vị là một sáng tác của cha Duy Thiên, ca khúc mang tên Dòng Đời Ngược Xuôi. Về đâu con đi tìm Ngài, đi giữa cho đời con bơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngu ngơ. Chúa ở nơi nào xin thương một đời lắng lo, xin mở mắt con hết u mê
để con thấy Chúa trong mọi người và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con luôn tin rằng dù sao Chúa vẫn thương con, dù sao Chúa chẳng bỏ con khi con lúng lầm, khi con hững hờ. Nguyện xin Chúa thương con hoài, cho con niềm tin vào một Chúa thôi. Nguyện xin Chúa là con đường, xin dẫn con về tới quê an bình. Sĩ Xuân Trường rất nhiều. Và lời đầu tiên con xin kính chào quý cha, quý sơ và toàn thể quý tu sĩ nam nữ và tất cả quý khách, lời chào thân mến ạ. Con xin gửi đến tất cả quý vị một nhạc phẩm của Linh Mục Thành Tâm được mang tên Theo Chúa. Xin mời quý vị cùng nghe.
nguyện xin theo Chúa không giờ. Con xin theo Chúa đây giây phút cuối cuộc đời, để đáp ơn ơn Ngài ban cho từ lâu. Con xin tha thứ con đến một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài. Này Chúa ơi, sao Ngài không lên tiếng cho con vui? Sống muôn người, con xin theo Chúa đây giây phút cuối cuộc đời, để đáp ơn Ngài tình thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết con đến một lần nữa, là con quyết luôn theo trẻ lời chúc bình an và tràn đầy niềm vui. Thì giờ đây chúng con xin mời tất cả quý cộng đoàn chúng ta cùng đến với một bản hợp xướng của Hải Linh và Vũ Đình Trác. Bài hát được mang tên Tình Chúa Yêu Tôi, và chúng ta cùng chào đón phần biểu diễn của Học viện Đa Minh. Thank you.
muôn nẻo đường với Chúa. Thank you.
Tuyệt vời, xin một tràng vỗ tay thật to để cảm ơn tiết mục đặc biệt của Liên Dòng Đa Minh. Chúng con xin kính mời tất cả quý cộng đoàn chúng ta hãy mau mắn theo tiếng gọi lên đường của Chúa để chúng ta loan truyền niềm vui, bình an, niềm hoan lạc đến với tất cả mọi người qua tiết mục múa của Hội Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán. Tiết mục được mang tên Ra Đi Theo Ngài.
giữa đời, tim con tràn đầy tung reo tin mừng Chúa thương loài người. Rất đặc sắc. Thế thì ngay lúc này đây thì lời mời gọi của Đức Giê-xu trước khi về trời là anh em hãy đi khắp mọi tứ phương thiên hạ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, lại càng thôi thúc chúng ta hơn bao giờ hết. Vậy thì giờ đây chúng ta hãy mau mắn lên đường cùng với tiết mục múa Lệnh Truyền Ra Khơi của Hội Dòng Mân Côi và các thầy Dòng Ngôi Lời phụ diễn. Xin một tràng vỗ tay cho tiết mục rất đặc biệt sau đây. Thank you.
Thuyền của Chúa là chở thuyền ra chỗ nước sâu, cùng nhau ra khơi trên con thuyền giáo hội, há dòng tầm lưới bắt hàng đàn cá lớn giữa dòng. Dẫu biết rằng sóng to sẽ không ngừng lấm xô, nhưng chúng con sợ gì khi có Chúa trên thiên đời? Chúng con sợ gì khi có Chúa trên thiên đời? Vì thế nên chúng con đã đến để ở với Chúa và để Chúa sai đi. Vì thế nên chúng con đã đến để ở với Chúa và để Chúa sai đi. Lần truyền của Chúa là chở thuyền ra chỗ nước sâu, cùng nhau ra khơi trên con thuyền giáo hội, thả rộng tầm lưới bắt hàng đàn cá lớn giữa dòng. Dẫu biết rằng có khi sẽ không như là ước mong, nhưng chúng con tự nguyện đi theo Chúa suốt trong cuộc đời. Chúng con tự nguyện đi theo Chúa suốt trong cuộc đời. Vì thế nên chúng con đã đến để ở với Chúa và để Chúa sai đi. Sai đi, sai đi. Thế chúng con đã đến để ở với Chúa và để Chúa sai đi. Thuyền của Chúa là chở thuyền ra chỗ nước sâu, cùng nhau ra khơi trên con thuyền giáo hội, thả rộng tầm lưới bắt hàng đàn cá lớn giữa dòng. Chúa chính là lưới thiêng giữa biển đời bão giông, vững tin vào lời Ngài con tung lưới đánh bắt xa bờ. Vững tin lời Ngài con tung lưới đánh bắt xa bờ. Vì thế nên chúng con đã đến để ở với Chúa và để Chúa sai đi. Sai đi, sai đi. Vì thế nên chúng con đã đến để ở với Chúa và để Chúa sai đi. Vì thế nên chúng con đã đến để ở với Chúa và để Chúa sai đi. Sai đi, sai đi. Vì thế nên chúng con đã đến để ở với Chúa
và để Chúa sai đi. Kính mời cộng đoàn cùng thưởng thức tâm sự hồi ký truyền giáo với tiết mục múa Hy lễ tình yêu của dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ. Sơ, sơ ơi, sơ đợi con thế nào? Sơ làm con ngạc nhiên quá trời. Bằng này tuổi rồi, sao sơ còn mạnh mẽ quá vậy? Bí kíp nào mà giúp sơ giữ mãi sự mạnh mẽ khi tuổi đã xế chiều? Truyền lại cho con đi sơ. Còn hành trình truyền giáo ở châu Phi đó, hôm trước sơ kể dở dở gian gian, hôm nay kể tiếp cho con nghe nha. Con biết đấy, sơ phải chạm trán với đủ loại khó khăn, khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, thời tiết, thức ăn, phong tục. Khi học ngoại ngữ, sơ không phát âm đúng, một sơ trợn tròn mắt và quăng sách của sơ đi. Rồi khi dấn thân tông đồ để tiếp cận với những phụ nữ và trẻ em nghèo, cả về vật chất lẫn tinh thần, lòng sơ cứ nao nao. Sơ thấy sức mình nhỏ bé trước nhu cầu to lớn, nên sơ hay gặp gỡ chia sẻ với sơ phụ trách. Cảm ơn em đã chia sẻ. Em hãy phó thác vì Chúa luôn yêu em. Với Ngài, em đang cùng bẻ tấm bánh đời mình, kết hiệp với Chúa Kitô. Chị cũng cùng chia sẻ với em của lễ hiến tế đó. Thưa chị phụ trách, nhờ sự đồng hành và nâng đỡ của chị mà em đã vượt qua bao khó khăn, nhất là cú đập phúc với Ngài Tộc trưởng đó chị. Này, chị còn đem theo lá thư mà em nhờ chị dịch đây. Chắc có thể liệt kê vào danh sách những bức thư tình hay nhất. Cái chị này, chị cứ chọc em hoài à. Chị phụ trách ơi, có Ngài Tộc trưởng ghé thăm mà sao hôm nay trang phục lộng lẫy. Ôi giời ơi, còn có cả các hầu cận và sính lễ nữa đấy. Kính chào sơ, phụ trách và em Therese. Kính chào Ngài Kula Lu. Hôm nay trông Ngài thật uy nghi lộng lẫy với phâm phục Ngài cười. Thưa sơ, tôi đã nhiều lần gặp gỡ và thương thầm nhớ chồng em Therese, nhưng bao cách tỏ tình vẫn chưa nhắn được câu trả lời thỏa đáng. Tôi hâm thế chờ lâu hơn. Hôm nay tôi đem sinh lễ đến, mong sơ phụ trách chấp thuận. Thưa Ngài, thật là đáng trân trọng khi đích thân Ngài đem lễ vật tới. Bây giờ tôi xin nhường lời lại cho Sơ Therese. Thưa Ngài Tộc trưởng, tôi vô cùng cảm kích và biết ơn tấm lòng Ngài đã dành cho. Nhưng tôi muốn thật lòng thưa với Ngài rằng đời tôi đã hiến cho một người rồi, từ đây chỉ biết yêu người mà thôi. Không có tình nào thay thế cho mối tình đầu của tôi. Con nè, nếu con dâng hiến trọn vẹn, Chúa sẽ điểm tô đời con với nhiều dễ thương trìu mến, cộng với đau khổ bách hại. Trò không hơn thầy đâu. Còn chuyện sơ bạn cùng lớp với sơ làm việc với di dân Việt Nam ở nước ngoài thì sao? Có dễ dàng hơn không? Con à, cũng như sơ, sơ ấy được sai đi truyền giáo ngoài biên thùy trong sứ vụ đồng hành với những người di dân để giúp đỡ họ nơi đất khách quê người. Họ nghèo, bị bóc lột, là nạn nhân của việc buôn bán phụ nữ và phải trải qua một cuộc sống như địa ngục mà không có cơ hội thoát thân. Sơ ấy phải cải trang để có thể tiếp cận với họ và tìm cách giúp họ chạy trốn. Sơ ấy luôn phải đối mặt với sự nguy hiểm từ phía bọn buôn người và những ông chủ độc ác. Sao giờ này vẫn chưa thấy đến chứ?
không biết có tìm cách thoát ra khỏi cái chốn đó được không nữa. Chúa ơi, con van xin Chúa đó, Chúa hãy cứu lấy em đi. Con biết Chúa không nỡ lòng bỏ con cái mình bị bầm dập như đòn đúng không Chúa? Hey, the Vietnamese girl ran away. Follow and catch her. Được rồi em tới rồi. Bình tĩnh. Tốt rồi, em mặc áo này vào để bọn chúng không có nhận ra mình. Kế hoạch sắp hoàn thành rồi em. Em sợ lắm. Sao ơi, em không thể chạy nổi nữa rồi. Sao? She couldn't go so far. Look carefully. Ok, bình tĩnh nha. Tốt rồi, mọi chuyện kết thúc rồi đó em. Ta đã thoát rồi. Em sợ bọn chúng sẽ bắt lại được em. Bọn chúng độc ác lắm sợ ơi. Cố lên chút nữa đi em, đây là cơ hội duy nhất đó. Sư đã báo công an rồi, họ sẽ đến ngay thôi. Mình được an toàn rồi mà em. Và chúng sẽ không tha cho em đâu. Cả sơ nữa, sơ sẽ bị liên lụy. Sơ không thấy sao? Có, sơ biết điều đó mà em. Sơ đã từng bị bọn chúng chặn đường hăm dọa rồi. Nhưng Chúa đã chỉ cho sơ biết cách phải trả lời như thế nào. Chúa đã giúp sơ thoát khỏi nanh sư tử và rắn độc nhiều lần rồi. Sơ không sợ bọn chúng sao sơ? Có, sơ sợ muốn vỡ cả tim ra đó. Nhưng mà chúng ta còn có những người trợ giúp nữa. Rồi trên hết mình có Thiên Chúa tối cao luôn ở cùng chúng ta mà. Em mừng quá sơ ơi. Em cảm ơn sơ. Sơ đã cứu em thoát khỏi cảnh địa ngục ấy. Em sắp được gặp lại gia đình rồi. Chúng ta đi nhanh đi sơ. Ok, đi mau lên em, mau lên. Sơ nè, vậy phục vụ tại Việt Nam sướng hơn phải không? Đi truyền giáo ngoài biên thùy sao nhiều vấn đề quá ha. Giờ con muốn nghe chuyện ở Việt Nam thì nhiều lắm. Chẳng hạn, một sơ làm việc tại trạm y tế, thường xuyên phải trực một mình trong đêm rất nguy hiểm. Chào mừng chào đi. Tụi bay dẫn tao đâu ạ? Thả tao ra, tao còn đi kiếm gái tao chơi nữa. Đêm nay chưa xong đâu. Mẹ đó, chết nơi còn gái với gú nữa. Uống cố vô, chạy cố vô rồi bị xe đụng. Hey, mày gọi người nhà nó chưa hả? Chưa, giờ cho nó vô bệnh viện đã tí rồi. Chuyện gì vậy? Cái này, là ai? Tôi vào công an bây giờ. Dạ, chị bình tĩnh, chị bình tĩnh. Thằng bạn em nó bị xe đụng. Chị ra chị coi giùm em coi nó có làm sao không? Bà nói đây. Đấy, dám là lo âm sầm trước mặt tao. Được rồi, chị, em dịnh nó lại rồi, chị coi nó giùm em coi. Đứa nào? Tao giết chết bây giờ. Coi chừng tao á. Ê, ai đụng vô người tao? Đụng vô người tao tôi giết cha. Trời ơi, chị ơi, em dịnh nó lại rồi. Con ra máu nhiều quá. Để sơ cấp cứu cho con ngay. Dạ rồi, để em mở nó vô. Bỏ ra. Sơ ơi, vậy sứ vụ truyền giáo trong đời tu nhiều khó khăn, đau khổ và thách đố quá à. Đúng vậy đó con. Nhưng như Đức Thánh Cha Francisco nói, đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui. Sơ cảm thấy đời mình nhiều ý nghĩa và đầy niềm vui vì sơ đã để cho Chúa quyến rũ và say mê bước đi theo con đường tình thập giá. Sơ cảm nhận mình được Chúa yêu thương và ở bên mình trên mọi nẻo đường, nên sơ không ngần ngại dâng trao trọn cuộc đời cho Đức Kitô đấng chịu đóng đinh. Trở thành nghi lễ.
Xin mời quý cộng đoàn chúng ta đến với một tấm gương tử đạo anh dũng trong Kinh Thánh có nhắc đến, đó là hình ảnh của Gioan Tẩy Giả. Mời quý cộng đoàn chúng ta cùng đến với tiết mục Vũ điệu Salome do các bạn trẻ Don Bosco biểu diễn. Thank you.
và kính mời cộng đoàn đến với tiết mục I Will Follow Him do các thầy học viện Francisco trình bày. Và đến nơi đâu
Dù đôi co trơn vót ngàn hiểm nguy, dù bao tô sóng cuốn nhận chim lôi cũng không lìa xa. Sống mãi trong tình yêu, sống mãi trong tình yêu. Xin cảm ơn các thầy. Dòng Francisco đã không làm hổ thẹn nam tu. Cuối cùng thì sau bao nhiêu sự chờ đợi thì cũng có một hội dòng đại diện cho các thầy lên biểu diễn để mà còn thể hiện được cái vai trò của các thầy nữa chứ. Mà chúng ta thấy cái tiết mục vừa rồi thật sự riêng con thì con rất là xúc động bởi vì đúng chất của dòng nam. Hát rồi nhạc cụ rồi tất cả các sự biểu diễn đều rất là sinh động. Mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng động tâm hồn để đến với tiết mục Mẹ Đứng Đó. Thập giá nơi Chúa Giêsu hiến tế chính mình làm lễ vật vô tỷ tích dâng lên Chúa Cha, và cũng là nơi người chứng tỏ tình yêu lớn nhất dành cho Chúa Cha và loài người. Hy tế thập giá là hy tế mà Đức Kitô dâng hiến mạng sống mình, làm của lễ hy sinh hiến tế trên thập giá. Trong hy tế thập giá, Chúa Giêsu đã trở nên đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Mẹ Maria dưới chân thập giá, một người mẹ vĩ đại, đã trung kiên chứng kiến những giờ phút thương đau nhất của người con chí thánh, để cùng với con yêu trở nên hiến lễ dâng lên Chúa Cha, hướng về núi Sọ để nhớ lại lời trăng trối của đấng chịu đóng đinh: "Thưa bà, đây là con của bà, và đây là mẹ của anh." Đức Maria đã thực hiện di chúc ấy bằng cách trở thành người mẹ hoàn hảo của tất cả các môn đệ của con mình. Chúng ta cũng noi gương người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến tiếp đón Đức Mẹ về nhà mình,
nghĩa là cần năng lui tới mái trường của mẹ Đức Kitô và chấp nhận để cho mẹ đồng hành nhằm giúp chúng ta chu toàn nhiệm vụ, trở nên đồng hình đồng dạng với con của mẹ. Mẹ đứng đó dưới chân thánh giá, trái tim trào dâng một biển đắng vô hạn. Màu tím thương đau bao trùm toàn thể đồi sọ, cũng phủ lên tang tóc đời mẹ. Nhưng giữa lúc mọi sự tưởng chừng như sụp đổ với cái chết đau thương của người con chí thánh, lòng mẹ vẫn tràn lên niềm hy vọng phục sinh. Nhà thương trầm buông hắt hiu, đồi cao hoài loang máu đào. Con chúa đau thương treo trên thập giá, hiến thân vì nhân thế tội tình. Đều được
được mẹ yêu thương ấp ủ, đưa về hưởng nguồn ơn cứu độ dưới chân thập giá con mẹ. Bước đi trong đời ngàn khó nguy còn vương lối, mắt đắm say trông về thanh giá thần linh. Lòng con bừng lên niềm tin mới cao vời, nguyện luôn nép thân bên mẹ vui sống muôn đời. Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu, nhà thương trầm buông hát hiu, đồi cao hoài loang máu đào, con chúa đau thương treo trên thập giá hiến thân vì nhân thế tội tình. Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu, đồng công cùng con dấu yêu vì thương nhân loại bao khốn cùng, xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc hương về bên mẹ. Cảm ơn hội dòng với những giá gò gấp. Chúng con cảm thấy rất là vui mừng và xúc động bởi vì chúng ta có mặt từ trước 3 giờ cho đến giờ phút này đã là một điều rất đáng quý. Và giờ phút này đây có lẽ cũng là những giờ phút, những giây phút rất là linh thiêng, là cao điểm trong ngày hôm nay, đó là chúng ta tri ân đấng sáng lập của các hội dòng. Trong đó có dòng của mình, chúng ta cảm ơn các ngài. Trong giờ phút này, vì vậy mà giờ đây chúng con xin mời mọi người cùng thắp lên những ngọn lửa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa trải qua những giờ phút rạo rực của niềm vui thánh hiến, nhưng cũng có những giây phút lắng đọng tâm hồn, chiêm niệm về sứ mạng của người được thánh hiến. Chúng ta một lần nữa chiêm ngưỡng lại chân dung của đấng sáng lập các hội dòng, để chúng ta tri ân cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho chúng ta những người là mẫu gương để chúng ta họa lại đời sống của các ngài trong phần tri ân sau đây. Mời cộng đoàn đứng. Các con hãy trở nên hoàn thiện như cha các con trên trời là đấng hoàn thiện. Lời mời gọi của Chúa Giêsu, đấng sáng lập giáo hội, cũng là đấng sáng lập các hội dòng, sống lại thật mạnh mẽ trong tâm hồn chúng ta. Thật vậy, giờ đây chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại chân dung đấng sáng lập các hội dòng, chiêm ngưỡng để tạ ơn tri ân, chiêm ngưỡng để cầu nguyện, chiêm ngưỡng để ta viết họa lại đời sống của các ngài, hầu trở nên những tu sĩ mang niềm vui, bình an và hoan lạc cho tất cả mọi người. Đứng trước những thách đố của thời đại hôm nay, hơn bao giờ hết người tu sĩ cần phải đi ra để loan tin mừng, để sống trọn vẹn hồng ân ơn gọi thánh hiến, để Chúa Giêsu sống trong ta,
Đồng thời, chúng ta cũng xin đấng sáng lập chuyển cầu cùng Chúa cho ta thêm can đảm, trung kiên và vững bước theo Chúa đến cùng. Thầy, lời mời gọi đầy tha thiết yêu thương của Chúa Giêsu như văng vẳng bên tai. Theo Chúa, chúng ta không sợ chi. Theo Chúa, chúng ta bình an loan tin mừng. Theo Chúa, chúng ta sẽ trở nên những ngôn sứ tu sĩ của hy vọng, của niềm vui, của bình an hạnh phúc. Theo Chúa, chúng ta sẽ như các đấng tổ phụ, là sẵn sàng hy sinh, dấn thân cho sứ vụ của người tu sĩ. Điểm khác nhau nhưng đều chung một mẫu số là các đấng sáng lập làm mọi việc bình thường cách phi thường vì lòng mến Chúa và yêu người. Tất cả cuộc sống của các ngài được trở nên tốt lành và đẹp lòng Chúa là vì các ngài sống những giá trị tin mừng cách trung thành. Con thành kính dâng lên những nén hương trầm, mùi hương thơm ngát quyện bay lên, thay cho tấm lòng thơm thảo của những thế hệ cháu con tưởng nhớ đến công ơn các đấng sáng lập. Nén hương thành kính này cũng như là một lời thề ước nguyện sống trọn tình với hội dòng theo gương những thế hệ cha anh, để rồi hoa trái của đời sống chúng ta là lời đáp trả quý giá nhất mà những người đi trước mong chờ. Đã sống trọn vẹn lời mời gọi của Đức Giêsu. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Vì ách của tôi thì êm ái, gánh của tôi thì nhẹ nhàng. Các ngài đã trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Rồi cả cuộc đời của các ngài là những người đi theo Chúa trên con đường khổ giá vì lòng yêu mến Chúa và yêu người tha thiết. Đó chính là con đường chân phúc.
Chúng ta quyết tâm sống khiết tịnh như các đấng sáng lập của chúng ta đã nêu gương cho chúng ta đời sống trong sạch tinh tuyền. Tất cả tu sĩ chúng ta cùng quyết tâm sống khó nghèo như các đấng sáng lập của chúng ta đã nêu gương cho chúng ta về tinh thần đơn sơ, bác ái và nghèo khó. Và chúng ta cũng quyết tâm sống vâng phục như các đấng sáng lập của chúng ta đã vâng lời Thầy Giê-xu Chí Thánh chỉ yêu mến một mình Chúa mà thôi. Giờ đây tất cả quý cộng đoàn, chúng ta cùng để Chúa hiện diện trong tâm hồn của mình, để Chúa nên hình bóng của chúng ta, để chúng ta trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa, và chúng ta cùng sốt sắng trong giờ cầu nguyện sau đây. Mời cộng đoàn chúng ta cùng cử điệu theo. Xin hãy ở cùng con từng ngày, xin đỡ nâng đời con từng ngày, xin đồng hành với con Chúa ơi từng ngày, xin biến đổi lòng con từng ngày, xin biến đổi tim con để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ắp yêu thương nồng nàn, để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng dịu dàng, để con có ánh mắt tư nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ, sống đời yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới đắm say lòng người. Đời con nên như là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm vui. Hãy ở cùng con từng ngày, xin đỡ nâng đời con từng ngày, xin đồng hành với con Chúa ơi từng ngày, xin biến đổi lòng con từng ngày, xin biến đổi tim con để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấm yêu thương nồng nàn, để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng dịu dàng, để con có ánh mắt tư nhân, để con có tấm lòng khoan dung,
để con biết nói lời tha thứ, sống đời yêu mến. Người này sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn nơi, gieo tình yêu mới đắm say lòng người. Đời con nên như là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến tràn ngập yêu thương, chan hòa niềm vui. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới đắp xây lòng người. Đời con nên như là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến tràn ngập yêu thương, chan hòa niềm vui. Tình Chúa lớn mãi giữa giờ đây chúng con kính mời Đức Cha Phêrô, con kính mời cha chủ tịch liên tu sĩ của Tổng giáo phận. Trong kính Đức Cha Phêrô giám mục Thái Bình, chủ tịch ủy ban tu sĩ trực thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam, kính thưa quý bề trên và toàn thể anh chị em tu sĩ Việt Nam chúng ta, giờ phút này là giờ phút chúng ta khép lại chương trình hai ngày họp mặt tu sĩ toàn quốc, cùng hợp ý với tâm tình của Đức Cha trong lời cuối lễ. Còn một lần nữa, xin kính dâng lên Đức Cha lời cảm ơn hết sức chân thành của toàn thể gia đình tu sĩ Việt Nam chúng con. Vì như con nói trong bài mở đầu, sáng kiến này là của Đức Cha, và liền sau đó Ủy ban tu sĩ trực thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam cùng với Liên hiệp Bề trên Thượng cấp và anh em tu sĩ Tổng giáo phận Sài Gòn chúng con hoan hỷ cộng tác với Đức Cha, với cha Tổng Thư ký của Ủy ban để làm một ngày rất đặc biệt hôm nay. Chúng con hết lòng cảm ơn Đức Cha, và cùng với tâm tình đó, chúng con cảm ơn tất cả quý bề trên, tất cả quý anh chị em tu sĩ từ các giáo phận đại diện cũng như tại Sài Gòn, và nhất là cảm ơn đặc biệt đến tất cả anh chị em trong các ban ngành đã cộng tác nỗ lực vất vả cho ngày đại hội hai ngày thành công tốt đẹp. Một lần nữa, ban tổ chức chúng con xin Đức Cha cũng như quý cha quý bề trên, quý vị lượng thứ cho những thiếu sót mà anh chị em trong ban tổ chức chúng con còn vụng về hay chưa làm tốt. Rất mong một ngày gần đây, gia đình tu sĩ Việt Nam chúng ta lại có một lần quy tụ đông hơn và hạnh phúc trào tràn hơn. Giờ đây chúng con xin Đức Cha ban phép lành để anh em chúng con lên đường trở về các hội dòng, các tu đoàn, tu hội được mọi sự bằng an. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là ơn tạo thành trời đất. Nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria và hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Xin chúc anh chị em một đêm bình an. Chúng con một lần nữa cảm ơn Đức Cha Chủ tịch.